dàn diễn viên 5S Online sau 9 năm, sao nam ổn định, hai nữ chính gạch mặt nhau vì tình cũ của bạn. Chibu để lại nhiều ấn tượng cho khán giả khi vào vai công chúa Nana vui vẻ, nhí nhảnh trong 5S Online. Vai diễn này được cho là khá phù hợp với nữ diễn viên, tuy nhiên Chibu vẫn chưa thể thoát mác hot girl đóng phim. Sau thành công của 5S Online, Chibu tiếp tục phát triển sự nghiệp theo con đường phim ảnh. Dần dần hot girl Hà Thành năm nào tiến bộ hơn trong diễn xuất và góp mặt vào nhiều vai diễn có nhân vật đa dạng. Những bộ phim nổi bật phải kể đến đó là Hương Ga, Yêu Thần Tượng. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Chibu phải kể đến đó là việc cô lấn sân làm ca sĩ với phát ngôn gây sốc "Từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ" và giọng hát gây nhiều tranh cãi. Việc làm ca sĩ khiến cô nàng vấp phải không ít ý kiến trái chiều suốt bao nhiêu năm qua. Tuy nhiên, với sự đam mê và được đầu tư chỉnh chu trong âm nhạc, các ca khúc của Chibu đều trở thành hit và được nhiều khán giả biết đến. Nổi bật là những bài hát "Từ hôm nay", "Đóa hoa hồng", "Cung đàn vỡ đôi", "Mời anh vào tim em", "Anh ơi ở lại". Quỳnh Anh Shin tiếp tục vào vai công chúa sau khi Chibu rời khỏi phim 5S Online. Dẫu vậy nhưng vai diễn này vốn đã gắn bó khá lâu với Chibu nên việc thay đổi diễn viên khiến sitcom hạ nhiệt thấy rõ. Sau khoảng thời gian định hình cho phong cách riêng của mình, Quỳnh Anh Shin được công chúng công nhận vị thế là một fashionista, một travel blogger với những bộ ảnh thời trang cực kỳ ấn tượng. Hiện cô nàng được xem là một trong những biểu tượng thời trang của giới trẻ Việt. Trùng hợp thay, Chibu và Quỳnh Anh Shin lại là đôi bạn thân thiết của nhau ngoài đời. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2020, tình bạn của cặp đôi này đã trạn nứt bởi drama yêu lại người cũ của nhau. Kể từ đó, Quỳnh Anh Shin bỏ theo dõi Chibu và cả hai cũng gạch mặt nhau. Câu chuyện giữa hai hot girl Hà Thành từng là drama làm dậy sóng mạng xã hội vào thời điểm ấy. Bê Trần nhận được nhiều lời khen ngợi và nổi tiếng kể từ sau khi nhận vai Phan Lãng trong 5S Online. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và tham gia nhiều bộ phim như 100 ngày bên em, Vệ sĩ Sài Gòn, Mối tình đầu của tôi. Đặc biệt là anh vào vai Lâm, một nhân vật nhiều cảm xúc lẫn lộn trong phim điện ảnh Trái tim quái vật. Hiện Bê Trần còn góp mặt trong bộ phim truyền hình ăn khách Cây táo nở hoa đang được phát sóng. Ngoài phim ảnh, nam diễn viên gốc Hà Thành còn làm MC VJ. Về đời tư, Bê Trần từng công khai hẹn hò với Quỳnh Anh Shin vào năm 2012 khi cặp đôi cùng đóng 5S Online. Tuy nhiên, chuyện tình chỉ kéo dài đến năm 2015 đã kết thúc. Đến nay, nam diễn viên không công khai thêm mối tình nào khác. Dũng Bino. Trong 5S Online, Dũng Bino thay thế cho diễn viên Hoàng Anh Vũ đảm nhiệm vai Dũng Sĩ. Nhờ khuôn mặt điển trai và thân hình cân đối, anh lọt top Mỹ Nam điển trai nhất Việt Nam do cộng đồng mạng Thái Lan bình chọn năm 2016. Năm 2020, nam diễn viên lần đầu tiên thử sức ở lĩnh vực phim truyền hình và đảm nhận ngay vai chính trong Yêu Trong Đau Thương. Với khả năng diễn xuất tốt, Dũng Bino làm tròn vai diễn và khẳng định được tài năng của mình. Có thể nói sau 9 năm, dàn diễn viên 5S Online đều có nhiều sự thay đổi trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Nhưng nhìn chung, sự nghiệp nghệ thuật của những ngôi sao này đều phát triển rất tốt và họ đều tìm được chỗ đứng của mình trong làng giải trí. Còn bạn có cảm nhận gì thì để lại bình luận bên dưới cho tụi mình biết nhé!